Kim Thoa đang ở trong nhà của chị Phi Yến, nhân vật tham gia vào Tự tin để đẹp tuần này. Chị Trần Thị Phi Yến, 33 tuổi, độc thân, công việc hiện tại là giáo viên mầm non. Đến với Tự tin để đẹp, câu chuyện của chị Phi Yến sẽ là gì? Công việc của mình thì là đi làm từ 6 giờ rưỡi là phải có mặt ở trường. Dạ. Đến chiều 5 giờ thì về, cơm nước rửa xong thì là cũng đến 7 giờ tối. Xem phim rồi đi ngủ tầm khoảng 11 giờ. Nói chung là cuộc sống sinh hoạt như vậy thì nó cứ bình lặng. Không có điều kiện nghỉ, đi đâu để mà học hỏi về những cái gu thời trang kia. Cái khuyết điểm của mình là ốm, vai thì nó ngang. Mặt thì mụn kia, dòng một thì rất là khiêm tốn. Cho nên là mình không có được tự tin. Chỉ đến bây giờ là sinh năm 84. Dạ. Năm nay là 37 tuổi rồi mà mình vẫn chưa có một bạn trai. Chưa có thật hả? Tưởng là thuộc hạng ế luôn. Là từ hồi đi học phổ thông á, cũng để ý thích những bạn trong lớp này kia. Nhưng mà những bạn đó hình như là đều không có thích mình. Trong khi là những đối tượng khác, những bạn khác là lúc nào cũng được quan tâm, được tặng quà, được tỏ tình, trêu ghẹo. Còn bản thân mình thì không được như vậy. Cho nên là mình rất là buồn. Qua chương trình á, sẽ giúp mình tư vấn để mình có được một cái gu thời trang tốt hơn, cũng như một cái ngoại hình nó tốt hơn. Thứ nhất là sẽ giúp mình trong công việc. Thứ hai là cũng sẽ có một người nào thấy mình tiến bộ hơn trong về ngoại hình. Đúng rồi. Dạ. Tiến tới luôn đúng không? Thậm chí là chị cũng có đã từng tỏ tình với một bạn cùng sinh hoạt trên chi đoàn á. Mình nói là mình thích bạn này kia thì bạn nó từ chối. Thì bạn nó nói là nói Yến đừng có buồn là tại vì Yến không có duyên dáng, không có dễ thương, ngoại hình không có cuốn hút. Nói chung là nhìn Yến nó hơi quê quê nữa. Nói thẳng với bạn luôn như vậy mà nói qua điện thoại á, rồi tin nhắn nữa. Nên là mình cũng rất là buồn. Cũng có nhiều phụ huynh á, họ cũng nói là mình gương mặt mình rất là dài. Họ cũng tư vấn là mình để mái tóc như thế nào cho nó hợp, nó che bớt á. Mình cũng có đi uống đủ thứ nhưng mà cũng không có cảm thấy không có phù hợp. Còn ở trong gia đình thì sao chị? Có ba chị thì nói sao mà hỏi ba mấy thôi mà sao không biết ăn mặc này kia. Cứ soạn rồi lên một tí đó ngày cứ mặc đồ bộ hay là này kia. Hèn gì cho nên là nhìn con quê rồi không có bạn trai theo đuổi là phải rồi. Tại vì thường thì ở nhà chỉ mặc đồ bộ, quần tay, áo sơ mi, quần jean, áo thun gì đó. Ba cũng nói là ta cũng mong là qua chương trình con sẽ được đẹp hơn về ngoại hình. Rồi sẽ có một anh nào nhìn thấy con trên TV, người ta sẽ tỏ tình cho rồi, đem con đi cho rồi, con mỗi ngày. Chuyện của chị Phi Yến, 33 tuổi. Thì chị này là từ nhỏ tới lớn chưa có yêu ai luôn. Dạ, như chị nói là chị quá ốm thì không biết ăn mặc như thế nào. Thì bây giờ sau khi mà Phi Yến tìm đến chuyên mục Tự tin để đẹp, và vừa rồi thì tất cả mọi người đã nghe câu chuyện rồi, thì mọi người nghĩ là hôm nay chị Phi Yến sẽ được thay đổi như thế nào ạ? Chưa biết là chị thay đổi như sao, nhưng mà điều chắc chắn là chị sẽ thay đổi rồi xong rồi á. Có gì là em nói chị là kiếm chị Cát Tường nha, để đưa lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trời ơi, cái anh nào mà nở lòng mà từ chối phụ nữ một cách thẳng thừng vậy. Thí dụ từ chối mình thấy là không hợp thôi, mình làm bạn thì sẽ tốt hơn hay là gì. Dạ. Ai mà nói là em chưa đủ hấp dẫn hay chưa đủ quyến rũ. Đàn ông thì kỳ cục. Cảm ơn chị Tường. Thì cái mục đích của cái chị ấy là để tìm người yêu đó. Cái này kẻ ăn không hết, người lần không ra. Dạ. Bao nhiêu người muốn gầy như thế còn chả được. Thế xem đây đâu có gầy lắm đâu. Tại là... cổ bị tự ti vậy thôi. Tự ti. Tôi nghĩ là có nhiều người họ tìm ra một cái điểm yếu khác của mình để đổ lỗi, để che giấu đi một cái điểm yếu khác. Thôi thì bây giờ chúng ta tạm tin cô gái này đi, và chúng ta hãy cùng tư vấn cho cô gái làm thế nào để mà có thể là ăn mặc một cách đẹp hơn trong mắt người khác được không ạ? Thì có lẽ ở đây là nếu mà nói về là thời trang cho người gầy thì anh Minh Đức với em chắc là người chơi thôi. Đây đâu có ai hỏi gầy bên đây đâu. Đừng thấy thế này, một người phụ nữ á, khi mà họ có một cái tâm lý đã tự ti rồi thì chắc chắn là họ sẽ thu mình vào vỏ bọc. Không ai hoàn hảo, mọi thứ đều đẹp hết. Cô ấy phải nhìn vào gương và tìm cái điểm tốt trên cơ thể của mình. Ví dụ như là vai xấu thì mình phải hãy show những cái gì đẹp hơn. Ví dụ như là mông đẹp thì show mông ra. Nó bình thường thôi. Đây là suy nghĩ của mình. Ủa mà nó như nào vậy? Thường thường thì Quỳnh Anh là show cái gì ra? Quỳnh Anh thì đẹp toàn diện rồi. Ví dụ như là một người đàn ông khi mà vào một quán cà phê thấy một cô gái bước vào, ví dụ như nhìn lên mắt, ôi trời mắt xấu quá, nhìn xuống ở dưới đẹp. Ví dụ vậy mình sẽ tìm điểm đẹp trên cái người phụ nữ đó, thì cô ấy hãy về nhà xem lại xem là không thể nào mà một sớm một chiều mà có thể thay đổi toàn diện được, thì hãy phát huy những cái ưu điểm của mình và che đi những khuyết điểm, thì tìm nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Thực ra gầy đó là một cái ưu điểm, gầy có thể mặc rất là nhiều thời trang.
quan trọng nhất là bản thân cô ấy phải lên tìm hiểu những cái gì mà mình thích được, mình thích thì mình mới mặc được, chứ không phải là người đối phương tư vấn thì cô ấy mặc theo thì đó không phải là cái bản thân của mình nữa. Thì nghĩ là cô gái này nên thay đổi về kiểu tóc, tại vì kiểu tóc của cô ấy không có hợp với gương mặt, gương mặt hơi ngắn, hơi dài, thì mình cắt cái ngắn lên thì nhìn cái gương mặt mình nó sẽ đầy đặn mà cũng hơi khó, vì cô ấy là làm giáo viên mầm non thì cũng phải thay đổi một chút gì đó, nó từ từ thôi, chứ mà thay đổi một cách quá là nhanh quá hay là thời trang quá thì vào chắc chắn là sẽ không hợp phù hợp với công việc. Và xong Hỏa Diệm Sơn ha. Giờ mình chuyển qua Long Vương đi. Không, anh Đức muốn nói lắm, tại nãy nói anh Đức dùng cho với người đàn ông thì cái chuyện gầy hay mập nó có thể không phải là chuyện quá quan trọng. Có một thời mình cũng đã từng rất là gầy, sau này mình cũng mập lên, mình cũng rất là băn khoăn về việc mình mập quá nó không tốt cho công việc, cho mọi thứ. Nhưng đến một lúc ở đấy mình cảm thấy hài lòng với cái điều đấy và mình sống như một người mập chân chính thì mình thấy một chuyện đấy rất là vậy là trước đây là anh là không có chân chính mà. Nhưng mình nghĩ rằng để các chị em sống như một người mập chân chính là điều rất khó, trừ phi họ xác định rằng nhất là các nghệ sĩ cả đời sẽ sống với những vai mập. Ví dụ có một cô diễn viên thì mình rất là thích, hình như là cô Tuyền Mập đúng không? Đấy, là cô tự tin đến mức lấy cái chữ mập làm nghệ danh của mình. Thì đấy là một cái sự tự tin đặc biệt của một nghệ sĩ mập. Thế còn bây giờ phải để các chị em nghĩ rằng là họ tự tin đến mức độ như thế nào về đường mập ốm của mình. Chị Hạnh Nhân ạ. Đẹp xấu nó không phải nằm ở cái vấn đề ngoại hình, mà cái vấn đề cái thái độ của mình tiếp cận đối với người đối diện. Một sự tự tin và một sự tôn trọng thì lúc đó mọi thứ sẽ nên perfect, nha nghĩ vậy. Tất cả các khách mời đều đã đồng ý được rằng là bạn không có phải là bị gầy quá mà do bạn thiếu tự tin thôi. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem một cái clip để xem là bạn ấy sẽ thay đổi như thế nào nha. Chào anh Tính. Rồi, chào Kim Thoa, chào chị. Thì chị Phi Yến thì với một cái vóc dáng rất là mảnh khảnh, thứ nhất là chị Phi Yến vai gầy, khiêm tốn phần ba nữa, cho nên rất là kén chọn trong việc chọn trang phục. Chị Phi Yến thì nên chọn cho mình những cái trang phục màu sáng, tránh những cái phơm dáng mà ôm sát người. Màu đen thì mình chọn những kiểu đầm giống như là kiểu nằm xoe chẳng hạn, tô một cái vòng ba của mình lên. Em sẽ giúp cho chị tư vấn những cái kiểu trang phục cũng như những cái màu sắc mà em nghĩ là chị sẽ hợp. Khá tự ti với vẻ ngoài của mình nên phong cách ăn mặc thường ngày rất đơn giản và tiện lợi. Hôm nay được gặp gỡ stylist Tính Nguyễn, anh ấy sẽ lựa chọn cho chị Phi Yến những trang phục như thế nào? Đây là một chiếc đầm trắng rất là thước tha. Ở phần dưới xếp ly như thế này, nó sẽ tôn được phần ba của mình. Đặc biệt những cái màu trắng như thế này, nó sẽ giúp cho chị Yến sẽ đầy đặn hơn. Đi một đôi giày tầm khoảng 7 phân nữa thì nhìn chị rất là uyển chuyển, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đưa chị vào bên trong để thử nha chị Yến nha. Rồi thử xong thì mình lại đi làm tóc và make up nữa nha. Khuôn mặt của Yến thì hơi dài, anh sẽ đổi cái màu tóc của em ha, ra màu đồng, cô làm cho da em hồng hào hơn. Cắt gọn một chút xíu, anh uốn tạo độ dày của cái ngọn tóc. Về phần trang điểm sẽ làm sao mà cho khuôn mặt của em cho nó ngắn, nó tạo cái độ tròn. Chị Trần Thị Phi Yến, người đang mong muốn thay đổi ngoại hình của mình để được đẹp hơn và tự tin hơn, từ đó có thể tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Cùng chờ xem sự giúp đỡ của các chuyên gia tự tin để đẹp dành cho chị Phi Yến. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là ba của chị Phi Yến. Nó đi dạy học rồi nó về, nó không biết nó sửa sản gì hết trơn á. Dạ. Nó làm xèm lắm, nó giờ cũng chưa có cái gì hết trơn. Tại vì nó không biết quá trang gì hết trơn á. Dạ. Giờ có ai mà quá trang cho nó đẹp đẹp để cho ai rước nó cho rồi cho sức khỏe. Chuẩn bị ba chào đón con gái nha. Rồi, xin mời chị Phi Yến. Và đây là hình ảnh mới của chị Trần Thị Phi Yến. Mắc cười, không có ốm gì đâu, trời ơi. Mặt duyên mà sao? Độ chân dài thẳng tắp gì đó hả? 58 mà. Siêu mẫu. Sao dài quá vậy? Quá đẹp. Đẹp. Đúng là phố nó nhìn không ra luôn rồi. Dạ. Quá khác mà. Dạ. Sao chú nghĩ là có người rước được chưa? Chắc có nhiều người rước à. Quá đẹp luôn cô. Ở đây nhìn không ra. Dạ. Nếu mà ra được chắc không biết ngon rồi. Khi vợ có tấm hàng chị mặc ra
Mình rất là bất ngờ, cứ nghĩ là được gặp diễn viên Hàn Quốc nè. Thích không? Thích. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Một chiếc đầm dài màu trắng không tay được pha trộn bởi hai chất liệu ren và lụa nhẹ nhàng bay bổng. Điểm nhấn là phần xếp ly ở váy, giúp cho chị Phi Yến trông đầy đặn và ấn tượng hơn. Mái tóc được cắt tỉa lại nhuộm màu mới, uống xoăn bồng bềnh phần đuôi tạo mái thưa, cộng với phần trang điểm tạo khối giúp khuôn mặt chị Yến trông tươi trẻ và xinh đẹp hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Và nhân đây thì chương trình cũng sẽ gửi tặng chị phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân, phiếu quà tặng trị giá 1.150.000 đồng, và chúc chị lúc nào cũng tự tin, rạng rỡ và xinh đẹp nha. Quý vị thấy hình ảnh mới của chị Phi Yến như thế nào ạ? Hết sức là tuyệt vời được không nào? Nếu như quý vị và các bạn cũng yêu thích Tự Tin Để Đẹp thì chỉ cần truy cập vào Facebook Tự Tin Để Đẹp và đăng ký ngay. Hy vọng sẽ được chào đón tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.